Lan thân mến, kính chào quý khán thính giả. Đây là chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài do cha Phaolô Trần Đức Hùng linh hướng. Chương trình gồm có một thơ và nhạc công giáo được thực hiện hàng tuần trên DirecTV 2076 và Galaxy 19 trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada hàng tuần vào ngày thứ Bảy và ngày thứ Hai lúc 5:30 sáng, giờ miền Đông sẽ là 8:30 sáng. Và đài Vietface TV Local 57.2 hàng tuần vào ngày thứ Ba lúc 5:30 sáng và đài S Channel hàng tuần vào ngày thứ Ba lúc 9:00 sáng và ngày thứ Tư lúc 11:30 sáng. Ước mong quý vị đón xem và giới thiệu cho mọi người cùng xem. Và trước hết thì Mỹ Lan xin được giới thiệu đến quý vị những hình ảnh nói về gia đình bác ái Phaolô. Kính thưa quý vị, chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài là một món ăn tinh thần mà gia đình bác ái Phaolô chia sẻ đến quý khán thính giả xa gần. Gia đình bác ái Phaolô được thành lập năm 1977 với 12 thành viên tiên khởi. Năm nay là 2015, đã là 38 năm do cha Phaolô Trần Đức Hùng, San Don Bosco linh hướng. Hội hoạt động uy tín, tận tình phục vụ trẻ em tàn tật, cũng như là các trẻ em câm điếc, mù loà, bệnh nan y, ung bướu, bệnh nhân bị nhiễm HIV, người già neo đơn bệnh hoạn, người dân tộc thiểu số trên các buôn làng xa xôi hẻo lánh, còn có những bệnh nhân phong cùi sống rải rác. Xây nhà tình thương, mở lớp học, dạy nghề, đào giếng tìm nguồn nước sạch, giúp vốn cho những hoàn cảnh khó khăn, cứu sống thai nhi. Tất cả hoàn toàn không phân biệt tôn giáo. Gia đình bác ái Phaolô thiết tha mong được sự đón nhận, tấm lòng vàng, bàn tay nhân ái của quý vị xoa dịu những mảnh đời lầm than bớt khổ đau. Mọi đóng góp được khấu trừ thuế, xin gửi về gia đình bác ái Phaolô, PO Box 2472 Garden Road, California 92842. Hoặc mọi chi tiết thắc mắc xin liên lạc về cho chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài. Số điện thoại là 714-230-9443. Xin ơn trên ban muôn vàng phúc lộc đến cho quý vị ngày hôm nay và mãi mãi. Xin cho con tim tôi luôn luôn rộng mở, đem yêu thương an vui cho ai cần tới, cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết vui an ai đang u sầu. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguy. Vâng, các thưa quý vị, đó là những hình ảnh sinh hoạt của gia đình bác ái Phaolô trong suốt 39 năm qua với những dự án, những chương trình phục vụ cho tha nhân. Và ngày hôm nay, Mỹ Lan rất là hân hạnh được giới thiệu đến quý vị có sự hiện diện của cha Phaolô Trần Đức Hùng, là cha linh hướng của gia đình bác ái Phaolô và cũng là cha linh hướng của chương trình này. Con xin kính chào cha. Chào chị Mỹ Lan và chào chị Uyển Nguyễn, cũng như xin hân hạnh được chào tất cả các khán thính giả đang theo dõi chương trình. Chào chị Uyển Nguyễn. Chào Mỹ Lan. Con kính chào cha. Chào quý vị khán giả. Vâng, kính thưa quý vị, thưa cha, con được biết rằng là riêng con á, chương trình gia đình bác Phaolô thì cũng đã được 39 năm rồi, từ trong nước cho ra tới hải ngoại. Nhưng mà con thì con được biết đến gia đình bác Phaolô và con được cái diễm phúc đó, được làm việc chung với chị Nguyễn Nguyện cũng như là các thành viên trong gia đình thì được 10 năm rồi. Thì thưa cha, như vậy thì trong năm nay con biết là gia đình bác Phaolô rất là nhiều chương trình để mà thực hiện. Như vậy thì trong năm nay mình sẽ tập trung vào chương trình nào thưa cha? Trước hết xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, ân nhân cũng như tất cả các hội viên đã cùng với gia đình bác ái Phaolô làm cái công tác thiện nguyện này đã hơn 40 năm qua. Và công việc của gia đình bác ái Phaolô trải dài rất là nhiều những cái mục vụ để giúp cho tất cả những anh chị em nghèo khổ bên Việt Nam. Tuy nhiên sau này thì chúng tôi cũng cố gắng để giới thiệu tới quý vị là cái mục vụ dành cho tất cả những người già neo đơn, những người ông bà có tuổi, cô thế cô thân ở bên Việt Nam quê hương của chúng ta. Và đây là cái điều mà giáo hội của chúng ta cũng mời gọi rất là nhiều để ý tới tất cả những người già cả, những người tới một cái tuổi nào đó
không còn những cái sự liên hệ mật thiết với xã hội nữa, họ đang cô đơn và đang nằm trên giường bệnh, thì gia đình Ba Follow của chúng tôi nhằm tới tất cả những cái những người như thế. Vâng, thưa quý vị, và để thực hiện những cái dự án đó, những cái mục vụ đó thì rất là nhiều chương trình, rất là nhiều mà cho các người già, rồi cùng chúng ta cũng có những trẻ mồ côi, hay là đặc biệt là lo cho tương lai của các em đi học, vân vân và vân vân. Như vậy thì rất là cần đến cái bàn tay thân ái, bàn tay nhân ái, lòng hảo tâm của quý vị. Ước mong quý vị hãy cùng đóng góp chung với gia đình Ba Ái Follow qua một cái chương trình hàng năm mà gia đình Ba Ái Follow thực hiện, đó là chương trình buổi tiệc gây quỹ cho đời nở lộc lần thứ 20 trong năm nay. Nếu mà quý vị ở xa mà không đến tham dự được thì ước mong quý vị hãy gửi chi phiếu về cho gia đình Ba Ái Follow qua PO Box cũng như là số điện thoại đang hiện trên màn hình nha quý vị. Còn quý vị nào mà đến được thì xin quý vị hãy cùng đến, tại vì hàng năm chương trình của mình rất là vui, rất là có những các anh chị em nghệ sĩ đến chung vui với mình, phải không chị Uyển Nguyễn? Chương trình năm nay thì cũng như mọi năm, mình sẽ mời những ca sĩ mà được lòng yêu mến của khán thính giả. Chắc chắn là trong chương trình này là Thanh Lan là lúc nào cũng muốn đóng góp với gia đình Ba Ái Follow. Rồi còn tiếp tục những ca sĩ khác thì mình sẽ nói sau. Dạ vâng, thì trong những cái chương trình tới thì Mỹ Lan cũng như chị Uyển Nguyễn sẽ cập nhật những anh chị em nghệ sĩ sẽ đến trong cái buổi tiệc cho đời nở lộc lần thứ 20 được tổ chức vào ngày 8 tháng 4 nha quý vị. Vâng, bây giờ mình trở lại chương trình Con Đường Tình Yêu, kính nhân lên ngài đi chị Uyển Nguyễn. Như vậy thì bài thơ nào mà chị đã chọn rất là nhiều công sức để mà chọn lên đọc cho khán giả của chúng ta thưa chị? Thưa Mỹ Lan, kính thưa quý vị khán thính giả, Chúa đã nói ta là sự sáng, là đường, là sự thật, là sự sống. Vậy Uyển Nguyễn xin cùng quý vị hợp lời cầu nguyện biết tìm ý Chúa mọi lúc trong cuộc đời. Vâng, kính mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ sau đây. Chúa ơi, con mãi băn khoăn, đâu là ý Chúa hay chăng ý mình? Chỉ Chúa mới rõ sự tình, cho con ý Chúa để trình ước mơ. Chúa ơi, con trông cậy nhờ ơn Chúa tuôn đổ vô bờ trên con. Con như hạt bụi còn con, nếu không ơn Chúa chỉ còn hư vô. Dẫu con là mảnh san hô, phận con là kẻ tỳ nô mọn hèn, được bàn tay Chúa luyện rèn sẽ thành khí cụ ánh đèn trong đêm. Bàn tay con đưa cao lên, đón nhận ơn Chúa ban thêm mỗi ngày. Con mong ước được từ nay lắng nghe tiếng Chúa tỏ bày cho con, để không theo ý của con mà là ý Chúa thì con xin ngài. Điều chi Chúa muốn hãy sai, con vâng mau mắn dẫu ai cản đường. Cho con thích đều Chúa thương, muốn đều Chúa muốn, noi gương Chúa làm. Cùng Chúa vượt thẳng gian nan, tâm hồn thư thái bình an trong ngài. Bài thơ rất là hay phải không thưa cha? Rất là có ý nghĩa. Như vậy thì cái bài thánh ca kế tiếp thì chị Nguyễn đã chọn bài thánh ca nào? Chắc chắn rằng là thưa cha, chị Nguyễn rất là bỏ nhiều thời gian để lựa những cái bài thánh ca để mà cùng hợp ý với cái bài thơ trong chương trình của chúng ta. Bài thánh ca gì thưa chị Nguyễn? Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta vừa cầu nguyện để tìm ý Chúa, bây giờ chúng ta cùng với linh mục Xuân Đường thưa cùng Chúa, con phải làm gì? Chắc chắn Chúa sẽ thương yêu đáp lời. Vâng, chúng ta cùng thưởng thức bài thánh ca Con Phải Làm Gì nha quý vị. Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi tim con mây mù giăng lối? Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi hôm nay con lắm lo toan? Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì thì
thì lại Chúa xin Ngài phán đi. Lạy Chúa, khi cuộc đời còn lắm ngoan kia, con phải làm gì? Con phải làm gì? Con phải làm gì? Thì lạy Chúa, xin Ngài phán đi. Hãy trôi dậy mà đi, vì Thiên Chúa đang chờ mong con. Hãy trôi dậy mà đi. Hãy trôi dậy mà đi, dù con sẽ trở thành chứng nhân loan tin mừng bình an của Thiên Chúa đến trên trần gian. Con phải làm gì? Làm gì tôi lạy Chúa khi bạn bè lạc mất đức tin? Con phải làm gì? Con phải làm gì? Con phải làm gì? Thì lạy Chúa xin Ngài phán đi. Hãy trôi dậy mà đi, vì Thiên Chúa đang chờ mong con. Và kính thưa quý vị, chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài cũng được bảo trợ bởi những nhà mạnh thường quân cũng như là những cơ sở thương mại sau đây.
Chương trình cũng được bảo trợ bởi Siglec Graphic and Printing. Đây là một cơ sở với tất cả mọi dịch vụ in ấn, kỹ thuật cao, giá cả lại nhẹ nhàng, uy tín và đúng hàng. Xin quý vị hãy liên lạc đến Siglec Graphic and Printing với số điện thoại là 714-537-5250, 537-5250. Và chương trình được bảo trợ bởi Brooker Foot and Ankle Clinic do bác sĩ Đặng Bình Trúc điều hành. Bác sĩ Đặng Bình Trúc chuyên điều trị, trị liệu các bệnh về bàn chân, móng chân. Mời quý vị hãy đến với bác sĩ Đặng Bình Trúc với số điện thoại là 714-775-5373. Chương trình được bảo trợ bởi TN America Herb do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành. Số điện thoại là 714-531-2020, 714-531-2020 với những thuốc dược thảo giúp cho chúng ta sức khỏe vững vàng để ngăn ngừa cũng như điều trị những bệnh liên quan đến sức khỏe. Và nhà hàng Broda Restaurant, tọa lạc trên đường Westminster thuộc thành phố Garden Road với những món ăn rất là đặc biệt, đặc biệt nhất là món nem nướng nha quý vị. Món nem nướng thật là đặc biệt với số điện thoại là 714-530-1744, 714-530-1744. Và chương trình cũng được bảo trợ bởi Vĩ Dạ Restaurant, đặc biệt với các món ăn Huế. Quý vị nào thích ăn những món ăn Huế hãy đến với Vĩ Dạ Restaurant với số điện thoại là 714-531-2905, 714-531-2905. Và nhà hàng Vân, đặc biệt là bánh xèo kính thưa quý vị, và chuyên sản xuất các loại bánh, bánh tét, bánh giò, bánh chưng, bánh ít, bánh gai vân vân. Hãy đến với nhà hàng Vân với số điện thoại 714-530-6858, 530-6858. Và chợ Tam Biên được bảo trợ bởi chợ Tam Biên. Chợ Tam Biên có đủ các đồ ăn fast food, heo, bò, gà, dê vân vân. Và chợ Tam Biên gồm có hai địa điểm, một địa điểm trên đường Bonsa và một địa điểm trên đường Westminster với số điện thoại là 714-548-4993, 548-4993. Vâng, kính thưa quý vị, ước mong quý vị hãy ủng hộ cho những cơ sở thương mại này để chúng ta có những cái chương trình hàng tuần phát trên sóng, cũng như là gia đình bà Apollo đón nhận những lòng hảo tâm của quý vị gửi về PO Box cũng như là số điện thoại đang hiện trên màn hình để cho gia đình bà Apollo có được cơ hội tiếp tay với quý vị giúp đỡ cho những cái chương trình mục vụ mà gia đình bà Apollo đã thực hiện trong suốt gần 40 năm qua nha quý vị. Và chị Nguyễn Huyền, chúng ta còn bài thánh ca thứ nhì thì chị có thể giới thiệu đến cho khán thính giả của chúng ta nha chị. Kính thưa quý khán thính giả, linh mục ân đức cũng dạy cho chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta luôn bước đi trong con đường của Chúa qua lời thánh ca xin biến đổi đời con. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết hiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cậy trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con. Con bước theo Ngài tâm tư, thôi hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin chẳng phai. Hằng ngày con vui mong gặp Chúa để được đổi thay, tim hồng say yêu mến dâng đầy. Lòng này chờ mong được hiệp thông
nên một với Chúa nguồn ánh sáng đời con. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết hiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi. Dâng Chúa mỗi ngày tim con khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con đặt trọn niềm tin con vào Chúa. Đời con sợ chi bao hiểm nguy, có Chúa lo gì, mọi sự rồi đây sẽ đổi thay, trong vòng tay Chúa nguồn phúc đức đời con. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết hiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Một bài thánh ca thật là có ý nghĩa. Nhân tiện đây thì Mỹ Lan xin được giới thiệu đến quý vị, chúng tôi đã thực hiện được 5 DVD và CD của chương trình Con Đường Tình Yêu Kính Dâng Lên Ngài. Mỗi DVD này chúng ta có 3 chương trình và cũng kèm thêm một CD. Chúng ta đã có tất cả là 5 cái DVD nha quý vị. Ước mong quý vị hãy ủng hộ cho những DVD này để chúng ta có thêm ngư quỵ để mà thực hiện những chương trình kế tiếp. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đây là một món quà mà Mỹ Lan nghĩ rằng là rất là thiết thực, đem lời Chúa, đem những bài thơ, những lời nguyện dâng lên Ngài nha quý vị. Vâng thưa cha, chúng ta để phải chia tay với quý khán thính giả, thì xin cha cho lời nguyện cuối giờ nha cha. Vâng, cảm ơn chị. Vậy chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Bà ngồi Thiên Chúa rất đáng phượng thờ, chúng con xin Thánh Thần Thiên Chúa biến đổi đời chúng con, dạy chúng con phải sống thế nào, phải làm gì cho được đẹp lòng Chúa luôn. Chúng con cầu xin nhờ lời mẹ Maria chuyển cầu. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình Con Đường Tình Yêu Kính Dâng Lên Ngài ngày hôm nay cùng với cha Phaolô Trần Đức Hùng Linh Hướng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin thân ái kính chào quý vị.